Quỳnh Vy gửi lời chào đến quý vị khán giả của đài Sài Gòn TV 55.3. Trong chương trình đầu tiên về chủ đề kinh tế và quản trị ngày hôm nay, Quỳnh Vy hân hạnh giới thiệu đến quý vị một vị khách mời rất đặc biệt, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có hai bằng tiến sĩ, một bằng về Accounting và bằng thứ hai cũng là bằng tiến sĩ về Management Science. Giáo sư đang giảng dạy bằng MBA, bằng thạc sĩ tại trường Keller Graduate School of Management ở Dallas. Giáo sư cũng là giám đốc điều hành về hành chánh, có trên 20 năm kinh nghiệm với những công ty với lợi tức là trên 1 tỷ đô la. Giáo sư cũng là chủ tịch của Phòng Thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Xin chào đón giáo sư đến với chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, dạ thưa kính chào cô Quỳnh Vy, dạ thưa kính chào quý khán thính giả của đài Sài Gòn TV ạ. À. Dạ thì thưa giáo sư, tình hình kinh tế cũng như là tình hình biến chuyển của Hoa Kỳ gần đây có rất là nhiều sự kiện. Gần đây nhất là sự kiện về Ebola ở Hoa Kỳ thì đã làm cho nền kinh tế cũng thay đổi. Không những vậy mà mình còn có nhiều thay đổi ở bên châu Á, giống như biểu tình của Hồng Kông, rồi Trung Quốc muốn chuyển hàng qua Việt Nam để sản xuất tại Việt Nam để cho giá thành được rẻ hơn. Và cũng vừa rồi là ở châu Âu thì Liên Xô, là Russia với lại Ukraine là đang bàn cãi về vấn đề khí đốt thiên nhiên. Thì với những cái biến động của châu Âu và châu Á cũng như là trên thế giới nói chung đó, thì giáo sư thấy thị trường chứng khoán của mình dạo này ra sao thưa giáo sư? Dạ vâng, dạ thưa cô Quỳnh Vy, dạ thưa quý vị, nền kinh tế stock market của Hoa Kỳ như quý vị đã theo dõi trong một thời gian gần đây đó, thì Dow Jones có một thời gian lên trên 17.500 điểm và có một lúc xuống trong vài tuần qua đó là 16.500, có nghĩa là lên xuống 1.000 điểm thì rất là nhiều. Mà trong khi đó thì S&P 500 á, thì có lúc lên trên 2.000 điểm và xuống khoảng 1.900 điểm. Sở dĩ nó thay đổi nhiều như vậy đó là một trong những yếu tố mà cô Vịnh Vy nói, một phần đó là do kinh tế, một phần là do chính trị và một phần nữa là do sự băn khoăn của người đầu tư. Thứ nhất đó là cái stock market Hoa Kỳ nó lên cao đó là thứ nhất là dựa trên cái căn bản của nền kinh tế của Hoa Kỳ. Những công ty của Hoa Kỳ đó có một cái nền tảng rất là vững chãi, stock cao, cash cao, rất là dự trữ rất là nhiều, công ăn việc làm bắt đầu được cải thiện. Nhưng mà nó có một phần nhân tạo trong đó là tại vì quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ Federal Reserve họ giữ cái giá lãi thấp. Mà gần đây đó thì bà Janet Yellen đó, bà đã tuyên bố rằng bà sẽ chấm dứt cái chương trình mua trái phiếu vào tháng 10. Thì họ lo ngại rằng đường dài đó tiền lãi nó lên. Yeah. Đó là thứ nhất. Và thứ nhì nữa là bên Âu Châu cái nền kinh tế bị trì trệ, những cái khối mà được lãnh đạo bởi Đức và bên và những cái xứ như là Ý này nọ đang gặp khó khăn. Chưa kể đến cái yếu tố chính trị Nga Xô về dầu khí trong mùa đông nữa. Yeah. Đó là tạo một cái mối lo âu. Còn phía bên Á Châu mà cô Quỳnh Vy nói đó, thì nền kinh tế của Trung Quốc, mặc dầu Mỹ là cạnh tranh với Trung Quốc, nhưng mà họ rất mong muốn nền kinh tế của Trung Quốc mạnh để nó như là một cái biển để cho nó có cái sự qua lại. Mà nền kinh tế của Trung Quốc bây giờ thấy chậm lại, mặc dầu gia tăng khoảng 7-7.5%, nhưng mà so với thời gian quá khứ cũng chậm lại. Rồi những biến động ở bên Hồng Kông hay là những cái chữ biến động bên Biển Đông đó, và nhất là Nhật Bản, nền kinh tế có một chút lên bây giờ lại trì trệ lại. Thành ra những cái yếu tố chung quy đó nó tạo nên một cái mối lo âu là như vậy thưa cô Huỳnh Vy. Thì mối lo âu kinh tế toàn cầu cũng như là Hoa Kỳ nói riêng đó, thì giáo sư có nghĩ là tại vì cái giá của thị trường chứng khoán lên xuống là tại vì nhu cầu là cung và cấp, là supply and demand không giáo sư? Dạ thưa, phần nhiều đó thưa cô Huỳnh Vy. Thưa quý vị, stock market đó, đại đa số họ thay đổi trong một tuần, hai tuần đó. Phần nhiều mình nhìn cái stock market là mình phải nhìn dài hạn, chứ một, hai tuần nó không có tiêu biểu cho cái chiều hướng đó. Nó phần nhiều thay đổi là phần nhiều đó là những cái gọi là institutional trading, có nghĩa là những công ty lớn họ dùng computer trading họ mua bán.
Còn giới đầu tư cá nhân phần nhiều họ gọi là danh từ của nhà binh, họ gọi là án binh bất động đó, có nghĩa là họ không có thay đổi. Nhưng mà sở dĩ nó lên xuống như vậy đó là tại vì đó là speculation thôi, họ lo âu. Thì khi mà computer mà nó bắt đầu trading đó thì một số người họ bán thì họ, dây chuyền nó bán theo, khi họ mua thì dây chuyền nó mua theo, thành ra như vậy. Thì cái đó cũng gợi lại cho Quỳnh Vy nhớ là cái wholesaler and retailer là thường thường mà theo cái quan điểm về thị trường chứng khoán đó, thì mình muốn mua lúc mà nó rất là thấp và mình bán ra khi mà nó cao, thì như vậy thì mình mới trở thành billionaire được hả giáo sư hả? Thì em Quỳnh Vy xin hỏi là trong cái trường hợp đó thì có một cái đó có ảnh hưởng như thế nào khi mà nhu cầu cung và cấp chênh lệch quá nhiều thưa giáo sư? Thưa cái cung và cầu hiện tại trong cái stock market là cái số tiền cash available của giới đầu tư. Đại đa số đó, thứ nhất đó là những cái công ty sau cái thời gian từ 2008 cho tới bây giờ đó, thì những công ty đó họ dự trữ cash rất nhiều, họ không có một cái chỗ nào để họ tung ra. Đó là cái lý do mà tại sao vài năm trước đó, tự nhiên giá vàng nó lên nhiều như vậy, là tại vì họ không tin vào cái stock market, mà vàng chỉ là cái độ chỗ duy nhất họ tung tiền ra thôi, cho nên họ mua vàng, cho nên vàng lên. Bây giờ nền kinh tế bắt đầu vững chãi thì không mua vàng nữa, cho nên vàng giá vẫn thấp. Và cái cung cái cầu là cái số cash available chỉ vậy thôi. Nhưng mà hiện tại đó thì trong cái stock market mình thấy rõ cái Dow Jones nó thay đổi ở cái mức giữa 16.000 điểm cho đến 17.000 điểm, tùy theo những biến động của thế giới. Mà mình khi mình nói stock market hay là tài chính á, mình không thể tách rời bởi cái yếu tố chính trị ở chung quanh đó. Cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã cho một vài thông tin rất là quan trọng trong chương trình kinh tế và quản trị về vấn đề rất là sôi nổi hiện nay của toàn cầu về thị trường chứng khoán. Thì nãy giờ mình nói về chung về thế giới. Thì em xin hỏi là bây giờ mình có thể nói một tí về cá nhân, ví dụ như là điểm tín dụng thưa giáo sư. Thì cái đó mình gọi là credit score. Làm sao mà mình biết được là điểm của mình xấu hay là tốt? Hay là thí dụ mình có một thân nhân ở nước ở Việt Nam mới tới Mỹ đi, thì làm sao một người như vậy biết là mình có thể qualify, có thể mua được nhà hay mua được xe? Thì xin giáo sư giải thích cho Quỳnh Vy cũng như quý khán giả đây biết là làm sao mà mình có thể biết được điểm của mình như thế nào, cái giới hạn của điểm. Thưa quý vị, trước nhất đó, về credit score như mà cô Quỳnh Vy nói đó là một cái địa hình rất quan trọng cho từng cá nhân, cho cả công ty và ngay cả quốc gia nữa. Như quý vị đã thấy gần đây đó, ngay cả xứ Hoa Kỳ hay là những xứ như Pháp, Đức này nọ đó, khi mà bị những cái công ty mà họ giảm cái credit score xuống đó, hay credit rating đó, họ lo âu lắm. Thành ra ở sống một cái xứ mà tự do tư bản đó, cái credit score rất quan trọng. Thì credit score mình nói là điểm tín dụng đó, nó được cấu tạo như thế nào, tôi xin nói sơ sơ về cái tổng quát cái cơ cấu của nó. Thứ nhất là ba cái công ty mà họ gọi là điều hành và họ theo dõi credit score của từng cá nhân, từng công ty và ngay cả quốc gia nữa. Đó là công ty Equifax, Experian và TransUnion. TransUnion, Equifax và Experian đó là ba công ty gọi là độc đoán cho cái kỹ nghệ về credit score ở tại Hoa Kỳ. Những công ty đó, nếu mà mình là tư người cá nhân mà mình có vay nợ trên 3 tháng, là những người chủ nợ hay là những nhà thương mại đó, họ sẽ report vô trong những cái công ty đó, họ sẽ có những cái điểm đó. Là 3 tháng không trả. Dạ, 3 tháng có nghĩa là mình vay mượn cái gì đó, một cái credit card hay là mình vay mượn gì trên 3 tháng là sẽ có trong đó. Dầu mình muốn hay không, họ sẽ có trong đó. Nếu mình trả đúng thì cái credit score mình tốt, nếu mình trả trễ thì nó bị giảm một phần nào đó. Mà nó có nhiều yếu tố lắm. Ví dụ như trong một tháng mà cô Quỳnh Vy tự nhiên đi apply 2-3 cái credit card duy nhất liên tiếp thì credit score lại bị xuống. Chỉ cần apply thôi, áp dụng thôi. Thật ra nhiều người họ không biết, họ đi mua xe thì họ đến 3-4 cái agency, họ trả giá xe, thì những cái chỗ đó họ nói cho tôi cái số xã hội của mình để cho họ cho giá. Mình không biết, mình đưa ra 3-4 chỗ họ run credit report liên tiếp, tự nhiên cái điểm mình nó xuống. Vậy để em hiểu theo, nếu mà mình
đòi hỏi nhiều cái report là cái điểm mình xuống hả giáo sư? Dạ không, cái report thì cái không xuống, nhưng mà nếu mà mình apply credit đó, quá nhiều đó thì tự nhiên cái điểm nó xuống. Nếu mà như vậy thì thí dụ em thì có thể đóng một vài cái credit card, close cái account đó. Dạ không, nếu mà cô Quỳnh Vi mà có credit card mà trả tốt đó, cứ giữ giữ đó chứ, nó giữ giữ đó mà nếu trả đúng đúng điểm đó miễn thì rất là tốt. Zero balance. Dạ, miễn cho nó trả đều đặn thôi. Dạ. Thì thưa cô Quỳnh Vi, thứ nhất đó là điểm credit score mình đó, mà dưới 630 điểm đó, gọi là xấu. Và nếu mà credit score của mình đó, mà từ 630 cho đến 700 đó, thì gọi là tương đối khá tốt. Mà nếu mà credit score mình từ 700 trở lên đó, cho đến 850 đó, thì nó gọi là tuyệt hảo, hoàn hảo. Thì tại sao nó quan trọng là tại vì thứ nhất đó, là cái credit score mình đó, khi mình vay mượn tiền, mình mua nhà hay là mua xe, điểm mình tốt đó, nó sẽ cho tiền, người ta sẽ cho tiền lãi mình rất thấp. Mà chưa kể nữa, khi mình đi xin ăn công ăn việc làm đó, những người employer họ muốn coi mình là cái người có tín nhiệm hay không. Tùy công ăn việc làm, nếu mà công việc làm đó có liên hệ đến tiền bạc nhiều mà credit score của mình xấu đó, có thể họ sẽ từ chối. Thành ra đó là một cái điểm rất quan trọng mà mình, đó là một, như một viên kim cương mà mình phải gọi là chải chuốt và vun mới cho nó tốt, càng ngày càng cải thiện. Và có những cái nguyên tắc mình có thể cải thiện hóa được, thưa cô. Đề tài này rất là nóng bỏng thưa giáo sư, nhưng mà mình sẽ trở lại sau phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.